Giờ các bác tiếp tục là một con nữa nha, trong kho nha. Ngày mai 27 tháng 3 về thêm 20 chiếc đó. Cái con này thì giá nó cũng rẻ lắm, đã 250 rồi. Nhỏ cho không đâu, nó cho máy đi. Quay hộp số. Cái này là máy Thái xịn á, nhập từ Thái. Nhìn cái lưới còn ghim của nó.